Quý khách nào muốn mà thiết kế những chiếc bật lửa độc quyền thì cũng liên hệ với Kỳ Lân luôn. Nói chung là Kỳ Lân hiện tại là một đơn vị chuyên về những sản phẩm custom, những sản phẩm design theo phong cách cá nhân dành cho doanh nhân và doanh nghiệp. Rất nhiều sản phẩm mang tính chất là về thời trang, về thương hiệu. Rồi, chắc là giới thiệu nhiều về thời trang, nữ trang, bút, bật lửa. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đồng hồ và điện thoại. Tất cả những sản phẩm đồng hồ Hublot chính hãng trên thị trường Kỳ Lân đều có. Và Kỳ Lân chỉ bán đồng hồ chính hãng Hublot và Rolex. Rolex thì có vàng khối, vàng hồng hoặc là Rolex và The Me. Tất cả những sản phẩm của hãng Kỳ Lân đều có. Và Hublot hay là những thương hiệu như là Patek Philippe. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm đồng hồ của những thương hiệu nổi tiếng, những thương hiệu đẳng cấp như là Vichatmai, AB, Audemars Piguet, Vichatmai Grand Muller, Hublot, Rolex, tất cả những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng tại Kỳ Lân Luxury.